Ngày hôm nay em đi vô trao tiền cho chị Bích với chị Dung ơi. Đã đâu rồi? Cô cho con vô thăm cho con vô thăm. Ủa con mình nên đẻ vậy hả? Trời ơi phòng trống. Chạy như không có mạng rồi nữa. Gái hay trai? Rồi vậy. Ơi giật mình giật mình giật mình. Nè cầm đi em đi. Nè cầm đi. Ở chị tên gì em quên rồi. À chị Thu. Chị Bích với chị Thu đúng không? Thì quà để ngoài xe ha, bà ra quay cái quà của chị Tâm Mi Trương gửi nè. À của chị á là chị bầu á là được 11.937.000. Của chị Bích á là được gửi tặng 100 đô là 2.380.000. Đó. Thì bây giờ mình là em làm chồng cho của chị Bích nè. Đây là của chị Tâm Mi Lê với bạn bè của chị Tâm Mi Lê bên Mỹ á, gửi này. Đây là 2 triệu là chị trước đi. 2 triệu tư. Rồi đó, chị điếm lại đi. 2 triệu tư là của chị Tâm Mi Lê. Dạ, cảm ơn chị Tâm Mi Lê. Rồi, ok. Rồi của chị là 11.937. 11.937.000 thì làm chồng cho 11 triệu. Đúng rồi, 935 làm tròn là 12 triệu đúng không? Em làm tròn cho 12 triệu luôn. Nè, 1, chị cầm đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chín, không, mười, mười một, mười một đấy, em đang chọn thành 12 luôn. Vì ở đây bệnh viện gì không có ai trong nhà. Mới bệnh viện từ này từ tổng này là bị Covid đó, nói chung là nằm đây cũng có ra vô vậy đó. Rồi em làm chồng cho chị Tài 12 luôn. Đúng rồi. Em cũng mong lòng bố má anh chạy em cũng mong anh chị. Rồi quà của chị Tâm Mi Lê, Tâm Mi Trương là ở ngoài ngoại, chút mấy đâu ngoại em gửi. Với lại của chị là 100 Canada tiền của chị Tâm Mi Trương nữa. Là 100 Canada là 1 triệu 750. Số tiền để ăn uống vô rồi để dành phục hồi sau khi sinh, để cho mình khi mình sinh rồi mình ăn uống cho nó có sức khỏe ha. Chị đẻ thì có mấy mua đồ mấy mẹ có đồ người ta cho đồ thấy đẻ đó rồi cho rồi vô cái ăn luôn á. Dạ cảm ơn chị Tâm Mi Trương. Tâm Mi Lê. Dạ Tâm Mi Tươi em.
không biết tên đó. Tâm 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 Y Trương, Tâm Y Lê, nói chung là cảm ơn các dạ, bạn thường quân đã ủng hộ cho. Cảm ơn mấy anh chị cũng rất nghèo. Rồi bữa lãnh về làm cháy không được hả? Dạ bữa đó em cứ về mà đón xe em về thì em dắt của hai đứa nhỏ đi theo luôn. Em đi xuống dưới là ông già em không có nhà, rồi lấy nắm cửa rồi muốn đón xe về đây. Em không đủ tiền để trả tiền xe mà em mới mượn tiền của chị Bách cho em trả. Nhớ giờ có số tiền mấy triệu này á thì không để dành mua sữa này mua kia rồi cắt cho cẳng mặt để đừng trong mắt không đó. Rồi chị ra ngoài chị nhận quà bán sữa với lại cái combo mà tết để dành cho gia đình ăn tết nha. Đây mình đi ra ngoài đây luôn, mình đi ra ngoài mình đường trai à trai rồi đừng có đẻ nó nghe trời, đừng có đẻ nó nha. Tại vì bữa hổm chị cũng mới nhận được tiền đúng không? Nhớ để dành tiền ăn Tết nha mấy chị. Tại vì bộ mạnh thường quân thì họ chỉ hỗ trợ cho mình lúc những lúc khó khăn, lúc ngặt nghèo thôi chứ không ai mà hỗ trợ mình hoài đâu. Thấy không? Thì cái máy không sạc lắm mà sao không biết. Tại vì sao mà nó cũ quá, nó không có sống, nó làm nãy giờ nó la làng ra sớm vậy. Tại vì nó sao đâu nữa đó là tụi em từ ở Tây Ninh chạy xuống đây cũng xa quá đi mà xuống lại chị không nghe máy là tụi em không biết đường. Bây giờ xuống dưới đây thấy gì dầm bệnh viện thì chết khóc nó quên. Rồi chào chị về chưa? Dạ chưa, tháng sau mới về. Nhớ tiền bạc các cả hàng như thế đó. Đem về chi cho mấy nhỏ ăn. Bây giờ còn hai đứa nhỏ ở nhà nữa. Rồi ai nhà con trong? Giờ gửi chị ba ở nhà. Để sáng sớm nữa đi về nhà, ta mới trời cũng là do nữa. Là cái hộp quà Tết mứt nè, bánh mứt trên đây nè nha, còn lạp xưởng ở đây. Đây 4 ký lạp xưởng đây, đó về. Rồi bữa. Rồi của má Phương Riêu á, để vài bữa em còn ít tiền em sẽ mua đồ gửi cho mấy chị nè. Ha. Khi nào phải về đi rồi xong rồi của bữa hổm má Phương Riêu mới mua có 1 triệu mấy thôi không em. Thì còn là khoảng 1 triệu mấy nữa thôi. Thì tụi em sẽ đợi ngày đó cho nhỏ kiếm cáp, em sẽ quần là một chuyến để thăm mấy mua nhỏ sữa mua sữa cho mấy đứa nhỏ nha. Của má Phương Diêu á là bữa hổm má ơi, má con bữa hổm con có mua cho đồ gia dụng thì con đã báo cáo với má rồi, thì còn số dư lại thì đợi cho đẻ xong cứng cáp rồi con sẽ xuống mua sữa cho bé đó rồi cho mấy đứa nhỏ kia nữa nghe má nha. Rồi ok, bye bye. Cảm ơn. Dạ. Rồi bye bye cả nhà, bye bye cả nhà, bye bye. Có cô Mạnh Thường Quân ở Bình Định gửi cho chùa 100 euro, có 100 euro. Dạ, mà quỷ quá. Dạ, chùa đó cũng là người gốc của Campuchia luôn. Vậy hả? Dạ, đừng có gấp lại tiền này, đừng gấp lại. Gấp lại là đổi nó mất giá, tại vì con không có thời gian con đi đổi. Không lùng nữa. Ra tiệm vàng con đổi thôi. Dạ, sẵn đường thì con đi ngang con đưa luôn. Giờ đi về tới đâu, đi hướng về Tây Ninh, thành phố Tây Ninh. Ồ dạ thôi con đi về luôn. Về luôn hả? Dạ cảm ơn nhiều hả. Dạ dạ.